Thưa quý vị, với mong muốn sẽ mang đến những tin tức mới nhất, hấp dẫn nhất, chúng tôi rất hân hạnh được phục vụ quý vị khán giả qua các video clip được đăng tải trên kênh Tin Mới Nhất. Rất mong nhận được sự ủng hộ và góp ý của quý vị. Và ngay sau đây là những tin chính có trong bản tin ngày hôm nay. Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với bản tin 24 giờ với những tin tức về đợt lũ lụt kinh hoàng đang diễn ra tại Trung Quốc. Thưa quý vị và các bạn, chính quyền Trung Quốc coi dữ liệu về lưu lượng nước và hoạt động thủy điện là bí mật của nhà nước, rồi dựa vào sự thiếu minh bạch này để dựng lên một màn kịch che mắt thiên hạ rằng hạn hán là nỗi đau chung. Nhờ lượng sông băng khổng lồ trên cao nguyên Tây Tạng mà Trung Quốc có một lượng nước rất lớn, 10 trong số những con sông chính chảy qua lục địa châu Á, nguồn sống cho toàn bộ khu vực trong hàng ngàn năm qua đều bắt nguồn từ sự tan chảy của các dòng sông băng này. Tuy nhiên, trong những thập niên gần đây, những con sông này ở Trung Quốc không còn đơn thuần chỉ là nguồn cung cấp nước ngọt mà nó đã trở thành một nguồn cung cấp năng lượng quan trọng cho hơn 20.000 con đập do chính quyền Trung Quốc xây dựng từ những năm 1950, trong đó có đập lớn nhất trên thế giới là đập Tam Hiệp trên dòng sông Dương Tử, một con đập đã và đang gây tranh cãi dữ dội. Kế hoạch thay thế nhiệt điện bằng thủy điện của chính quyền Trung Quốc đã bị lên án, đồng thời phải trả giá một cái giá rất đắt. Hàng nghìn con đập, trong đó có nhiều con đập do lỗi thi công không đảm bảo, đã gây ra lũ lụt nhấn chìm các khu dân cư và những thảm họa môi trường, hủy hoại hệ động thực vật trong toàn bộ khu vực. Vấn đề đập thủy điện cũng đã khiến Trung Quốc vướng phải xung đột nghiêm trọng với các nước láng giềng, những nước tuyên bố bị ảnh hưởng bởi sự can thiệp của chính quyền Trung Quốc vào các con sông mà 18 quốc gia châu Á và hơn 2 tỷ dân đang phụ thuộc. Theo các cáo buộc, trong những năm gần đây, chính quyền Trung Quốc đã giữ nước ở các con đập thủy điện trên thượng nguồn, khiến các quốc gia ở hạ nguồn phải hứng chịu những đợt hạn hán nghiêm trọng chưa từng có và dẫn đến sự thay đổi bất thường của mực nước lục địa. Một số cáo buộc cũng cho rằng Trung Quốc có thể sử dụng các con đập của mình như một vũ khí địa chính trị. Chỉ cần khóa vòi nước thì nước này có thể gây ra bất ổn về kinh tế chính trị ở các nước phụ thuộc vào các con sông này. Xung đột lớn nhất của Trung Quốc xuất phát từ vấn đề đập thủy điện là với Ấn Độ, một quốc gia tiếp giáp lãnh thổ Tây Nam của Trung Quốc. Gần đây, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã công bố kế hoạch xây dựng siêu đập thủy điện trên sông Salung, Sangbo, lớn gấp 3 lần đập Tam Hiệp, dự kiến sẽ trở thành dự án cấp nước lớn nhất trong lịch sử. Sông Salung, Sangbo chảy từ Tây Tạng qua Trung Quốc trước khi đổ vào bang Arunachal Pradesh rồi chảy tới bang Assam của Ấn Độ, nơi nó được gọi là sông Brahmaputra. Không chỉ vấp phải sự phản đối của các nước láng giềng, chính quyền Trung Quốc còn đối mặt với sự mất cân bằng nghiêm trọng giữa nguồn nước dự trữ và dân số trong nước. Hầu hết các con sông ở Trung Quốc đã biến mất, một phần là do các đập thủy điện. Thêm vào đó, quá trình công nghiệp hóa và ô nhiễm đã làm hỏng phần lớn lượng nước còn lại. Bloomberg báo cáo rằng từ 80% đến 90% nước ngầm của một nửa nước sông Trung Quốc đã bị ô nhiễm và không còn thích hợp cho người dân sử dụng. Trong những thập niên qua, đặc biệt là từ những năm 30 trở lại đây, chính quyền Trung Quốc đã xây dựng hàng loạt đập thủy điện ở thượng lưu của sông Mekong, gây ra những lo ngại đáng kể, đặc biệt cho các quốc gia có chung dòng sông Mekong như Myanmar, Lào, Thái Lan, Campuchia và Việt Nam. Mùa mưa năm ngoái, dù rằng lượng mưa lớn và nhiệt độ trung bình thuận lợi cho tuyết tan, tuy nhiên tất cả các quốc gia này đều phải hứng chịu một đợt hạn hán lịch sử. Điều này chỉ có thể được giải thích là do chính quyền Trung Quốc đã chặn hầu như toàn bộ dòng chảy bằng các con đập thủy điện của họ. Đến mùa khô, chính quyền này lại xả nước trong các con đập, dẫn đến những trận lũ lụt lớn và gây ra sự mất cân bằng phi tự nhiên, khiến tất cả các nước xung quanh đều phải gánh chịu hậu quả, khi mà phần lớn sự phát triển của nền kinh tế các nước đều phụ thuộc vào dòng chảy của sông Mekong. Nghiên cứu được công bố bởi ISAE, OSAE vào năm ngoái sử dụng bằng chứng vật lý từ các máy đo và quy trình viễn thám của Ủy ban sông Mekong đã xác nhận chắc chắn cho những lo ngại từ trước đến nay rằng tình hình hạn hán đang diễn ra đúng là có liên quan đến chính sách quản lý tài nguyên nước của Trung Quốc. Khi chính quyền giải phóng lượng nước được tích trữ, một lượng điện năng lớn được tạo ra, song đi kèm với sự hỗn loạn do lũ lụt ở hạ lưu. Kết quả điều tra hiện đã có và các quốc gia bị ảnh hưởng đang cố gắng thương lượng để phân phối lại tài nguyên nước một cách công bằng hơn. Chính quyền Trung Quốc coi dữ liệu về lưu lượng nước và hoạt động thủy điện là bí mật nhà nước, rồi dựa vào sự thiếu minh bạch này để dựng lên một màn kịch che mắt thiên hạ rằng hạn hán là nỗi đau chung. Các nhà chức trách Trung Quốc cho rằng mưa ít là nguyên nhân hàng đầu gây ra hạn hán, đồng thời khẳng định ngay cả Trung Quốc cũng đã phải hứng chịu điều đó. Tuy nhiên, những phát hiện sau đó đã chứng minh tuyên bố này là hoàn toàn trái sự thực. Người ta lo ngại rằng để đối phó với tình trạng thiếu nước uống ở Trung Quốc, các nhà chức trách nước này đã có thể quyết định phân luồng dòng chảy tự nhiên của sông Mekong để đạt được sự phân phối hiệu quả hơn trong đại lục. Nếu vậy, điều này sẽ trực tiếp làm cho các quốc gia ở hạ lưu bị khan hiếm nước, khiến tình hình càng thêm trầm trọng. Đập Tam Hiệp là một đập thủy điện nổi tiếng nằm chắn ngang sông Dương Tử ở Trung Quốc. Kể từ khi nó được hoàn thành cơ bản và vận hành đầy đủ các chức năng vào năm 2012, đập thủy điện lớn nhất trên thế giới này đã gây ra nhiều tranh cãi, chủ yếu là vì các tác động tới môi trường. Con đập đã không thể giải quyết được vấn đề về lũ lụt như dự án đã hứa hẹn, mà ngược lại các nhà phê bình còn cho rằng đập Tam Hiệp đã khiến lũ lụt trở nên tồi tệ hơn. Một trong những lý do chính để triển khai dự án đập Tam Hiệp là nhằm kiểm soát lũ lụt, nhưng mới được 20 năm kể từ khi khánh thành, lượng nước lũ cao nhất trong lịch sử đã được ghi nhận. Thực tế là con đập không thể ngăn chặn những biến cố nghiêm trọng này. David Sakaman, nhà địa lý học tại Đại học Alabama, người chuyên nghiên cứu về lũ lụt ở Trung Quốc,
Quốc đã chia sẻ với Reuters. Hoàng Vạn Lý, một nhà thủy văn học nổi tiếng người Trung Quốc, người từng chỉ trích việc xây dựng đập Tam Môn Hạ trên sông Hoàng Hà và đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại vào năm 1957, tiếp tục dũng cảm lên tiếng phản đối ý tưởng về đập Tam Hiệp kể từ khi nó được đề xuất lần đầu tiên, với lời cảnh báo rằng công trình cuối cùng cũng sẽ gây ra thảm họa. Tuy nhiên, một lần nữa, sự gan rán của ông lại bị làm lơ. Năm ngoái và năm nay, những trận mưa lớn đã khiến cho hệ thống đập thủy điện của Trung Quốc phải đối mặt với thách thức. Và như nhiều người đã dự đoán, thảm họa đã đến rất gần. Ít nhất 3 con đập đã bị vỡ hoàn toàn, một con đập khác được cho là có thể vỡ bất cứ lúc nào. Mặc dù chính quyền Trung Quốc đã cố gắng giảm thiểu hỗn loạn, nhưng không thể bưng bít được những thông tin khi có tới hàng trăm ngàn người phải sơ tán. Ở những vùng bị ảnh hưởng nặng nề nhất, nhiều chục người đã tử vong. Hai đập Vĩnh An và Tân Phát ở Hulun, Bu Hô Luân, Bối Nhĩ, Nội Mông và đập Quách Gia Trủy ở gần thành phố Trịnh Châu đã bị vỡ hoàn toàn, để lại hậu quả thật thảm khốc. Trong bối cảnh đó, tất cả các cặp mắt của người dân và chính quyền đều đổ dồn vào đập Tam Hiệp, khi mực nước cao nhất là 91m trên mực nước sông. Đập Tam Hiệp sẽ tạo ra một lượng nước nặng tới 42 tỷ tấn. Với lượng nước khổng lồ như vậy, đập Tam Hiệp vỡ sẽ gây ra một thảm họa không thể tưởng tượng được. Khi đó, hàng triệu người dân đang định cư ở hạ lưu của con đập và nhiều thành phố lớn như Vũ Hán, Nam Kinh và Thượng Hải sẽ bị tan biến trong dòng nước lũ. Một số nhà phê bình cho biết rằng các hình ảnh vệ tinh cho thấy bằng chứng sự dịch chuyển của con đập, trong khi các nhân chứng khác lại nói rằng họ nhìn thấy những vết nứt lớn, tức là cấu trúc của con đập đã có vấn đề. Cuối cùng thì đợt mưa cũng qua và may thay, đập Tam Hiệp vẫn chưa vỡ, nhưng vẫn còn đó nỗi bất an về những gì có thể xảy ra trong tương lai. Đập Tam Hiệp đã không đạt được mục tiêu ngăn lũ mà còn gây ra thảm họa cho môi trường và buộc hơn 2 triệu cư dân phải di rời cho dự án. Vậy mà giờ đây chính quyền Trung Quốc lại tiếp tục lên kế hoạch xây dựng một đập thủy điện với quy mô còn lớn hơn nữa. Chính quyền Trung Quốc tuyên bố sẽ xây dựng đập thủy điện lớn nhất trên thế giới. Thật không dễ dàng diễn tả hết sự kỳ vĩ của cao nguyên Tây Tạng. Đây là một vùng đất rộng lớn với những ngọn núi trải dài bất tận, những đỉnh núi chọc trời được bao phủ bởi hàng ngàn vạn tấn tuyết và băng. Cao nguyên Tây Tạng còn là nguồn sống của 1/5 dân số trên thế giới. Trữ lượng nước được lưu trữ ở độ cao của Tây Tạng dồi dào đến mức các chuyên gia thường gọi nó là cực thứ ba. Ngoài Nam Cực và Bắc Cực, hai khu vực dự trữ nước ngọt chính trên thế giới. Khu vực này là nguồn cung cấp nước ngọt cho toàn bộ lục địa châu Á, nằm trên lãnh thổ Trung Quốc, giáp với bờ Bhutan, Nepal và Ấn Độ. Trong khi thế giới đang dồn mọi mối quan tâm về đại dịch COVID-19, chính quyền Trung Quốc lại tuyên bố sẽ tìm cách khai thác tiềm năng thủy điện ở vùng hạ lưu sông Salung, Tang Sabo. Con sông này bắt nguồn từ Tây Tạng và chảy vào Ấn Độ. Tuyên bố này đã được đưa ra như một phần của kế hoạch 5 năm lần thứ 14 của chính quyền Trung Quốc. Tuy nhiên, những cuộc tranh luận đã sớm nổ ra, đặc biệt khi có thông tin cho rằng con đập này thậm chí còn lớn hơn cả đập Tam Hiệp vốn đã gây tranh cãi. Ấn Độ và Trung Quốc vốn có xung đột lâu dài về việc phân chia biên giới chính xác của khu vực Tây Tạng. Tin tức về đập thủy điện mới này lại càng làm gia tăng căng thẳng giữa hai nước. Các chuyên gia tin rằng dự án có thể là siêu công trình rủi ro nhất từng được thi công, bởi không chỉ có vị trí thi công dễ xảy ra sạt lở lớn và một số trận động đất mạnh nhất từng được ghi nhận tại đây, mà khu vực này còn gần biên giới tranh chấp giữa Ấn Độ và Trung Quốc. Đúng như những dự đoán, thông tin chi tiết về dự án không được công bố. Tuy nhiên, có vẻ như một đường hầm khổng lồ sẽ được khoan xuyên qua những ngọn núi để chuyển hướng dòng chảy, dẫn thẳng vào dòng nước xiết tua biên, tạo ra một lượng điện năng cực lớn. Truyền thông Trung Quốc đưa tin, Power China, đơn vị được cho là sẽ thi công dự án, cho biết dự án có công suất phát điện thiết kế là hơn 60 GW/giờ, gấp 3 lần của đập Tam Hiệp. Đánh giá từ một số khía cạnh cho thấy, rủi ro khi được thực hiện siêu đập thủy điện này là rất lớn. Sự phức tạp khi thi công một dự án lớn ở độ cao như vậy, việc tiếp cận khu vực khắc nghiệt này cùng với sự biến động địa chất, đây là một trong những vùng địa chất mạnh nhất trên thế giới. Do đó, bất kỳ hoạt động nào cũng đều có thể dẫn đến những trận lở đất lớn và sẽ quét sạch toàn bộ làng mạc. Tuy nhiên, một số chuyên gia vẫn đảm bảo rằng chính quyền Trung Quốc có thể thực hiện dự án và những trở ngại lớn nhất hiện nay là những khó khăn xung quanh vấn đề chính trị. Việc chính quyền Trung Quốc nắm giữ chìa khóa của một trong những nguồn nước ngọt lớn nhất trên thế giới và có thể mở hoặc đóng tùy ý vẫn luôn là vấn đề gây tranh cãi với tất cả những ảnh hưởng mà nó mang đến cho cuộc sống của hàng triệu người dân vùng hạ lưu. Vì sao Trung Quốc nhất quyết xây dựng đập thủy điện? Việc xây dựng đập thủy điện mang lại cho chính quyền Trung Quốc quyền lực to lớn và nguồn dự trữ nước ngọt. Tuy nhiên, các nhà chức trách nước này sẽ luôn phủ nhận đây là lý do chính mà họ muốn xây dựng đập. Vì như vậy, họ sẽ phải đối mặt với sự chỉ trích từ cộng đồng quốc tế. Thay vì thừa nhận động cơ chính, bài diễn văn chính thức tuyên bố rằng việc xây dựng các đập mới nhằm hướng đến mục tiêu đạt được mức phát thải cao nhất vào năm 2030 cũng như trung hòa carbon vào năm 2060. Để giảm thải lượng khí thải carbon của quốc gia, Trung Quốc sẽ phải cần từ bỏ sự phụ thuộc vào nhiệt điện. Hiện tại, hơn 60% năng lượng của Trung Quốc đến từ các nhà máy nhiệt điện than, vốn phát sinh ra rất nhiều khí thải. Trên thực tế, các báo cáo cho thấy rằng sức mạnh tiềm tàng từ siêu đập thủy điện trên sông Salung Tang Sibo có thể từ 40 đến 60 GW/giờ, chỉ là một lượng nhỏ góp phần vào việc trung hòa carbon. Như vậy, câu hỏi của các nhà phê bình nêu ra hoàn toàn hợp lý. Trung Quốc sẽ bỏ ra chi phí nào để đạt được mục tiêu trung hòa carbon đây? Liệu chính quyền Trung Quốc có nghiêm túc đo lường tỷ lệ chi phí, lợi ích trong việc xây dựng các con đập hay không? Hay động cơ thực sự là những thứ khác? Xin chào.
chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Vui lòng ấn like, đăng ký kênh cũng như là bật chuông thông báo để có thể nhận được những tin tức cập nhật nhanh nhất, chính xác nhất từ tin mới nhất. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.